Quay sang một bản tin khác, người dân Bình Định đã bắt 4 viên chức xã làm con tin để đòi thả 18 người biểu tình, tin đến từ Bình Định. Hàng trăm người dân ở tỉnh Bình Định đã chiếm một trụ sở xã, bắt giữ 4 viên chức gồm bí thư xã, chủ tịch xã và hai công an viên làm con tin để đòi thả 18 người dân bị bắt trước đó. Truyền thông trong nước cho hay vụ người dân bắt giữ con tin xảy ra tại trụ sở xã Mỹ Tho, huyện Phú Mỹ hôm thứ Sáu. Trước đó vào hôm thứ Tư, hàng chục người dân hai xã Mỹ Tho và Mỹ An tụ tập phản đối tổng công ty thương mại và xây dựng Vietracimex dựng cột chuẩn bị xây dựng một nhà máy phong điện. Người dân địa phương nghi ngờ nhà cầm quyền lấy cớ xây nhà máy phong điện để cho công ty bên ngoài vào khai thác khoáng sản, chặt phá rừng dương, gây ô nhiễm môi trường. Nhà cầm quyền Cộng sản lâu nay chủ trương dùng bạo lực đối phó với dân chúng, nay quen thói cũ cho nên đã điều động công an tới đàn áp cuộc biểu tình để phản đối của những người quan tâm tới môi trường. Công an sau đó đã bắt giữ 18 người biểu tình vào hôm thứ Tư. Kính thưa quý vị, trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, hàng trăm người dân thuộc hai xã Mỹ An và Mỹ Tho tiếp tục biểu tình và họ còn kéo lên trụ sở xã Mỹ Tho đòi công an thả những người đã bị bắt. Giới quan sát tình hình trong nước cho rằng sự việc ở tỉnh Bình Định có thể lặp lại chuyện đã xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, khi người dân bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và viên chức huyện làm con tin.